kinh văn nhược bất minh ngộ bị ấm sở mê tắc nhữ a nan tất vi ma tử thành tựu ma nhân việt dịch nếu không tỏ ngộ bị ngũ ấm làm mê lầm thì chính a nan ắt phải làm con của ma sẽ thành loài ma giảng nếu không tỏ ngộ nếu ông không hiểu biết và thức tỉnh mà lại bị mê lầm bởi ma của ngũ ấm thì chính ông a nan ắt phải làm con của ma sẽ thành loài ma ông sẽ gia nhập vào đoàn tùy tùng của quân ma kinh văn như ma đăng già thủ vi miễu liệt bỉ tuy chú nhữ phá phật luật nghi bát vạn hạnh trung kỳ hủy nhất giới tâm thanh tịnh cố thượng vị luân nịch việc dịch như ông gặp nạn ma đăng già là việc nhỏ nhặt cô ta dùng chú thuật bắt ông phá hủy luật nghi của phật nó mong trong số tám vạn bốn ngàn tế hạnh ông chỉ hủy phạm một giới nhưng vì tâm ông thanh tịnh nên không bị chìm đóng giảng như ông gặp nạn con gái của ma đăng già là việc nhỏ nhặt đó chỉ là một việc dính líu đến ma sự bình thường cô ta dùng chú thuật bắt ông phá hủy luật nghi của phật cô ta dùng chú thuật của tiên phạm thiên để mê hoặc ông và bắt ông phải hủy phạm luật nghi của phật nó mong trong số tám vạn bốn ngàn tế hạnh ông chỉ hủy phạm một giới nhưng vì tâm ông thanh tịnh nên không bị chìm đắm vì ông đã chứng được quả vị đầu tiên của hàng a la hán ông hoàn toàn không bị nó quấy phá nên ông không bị đọa lạc kinh văn thử nãi huy nhữ bảo giác toàn thân như tẻ thần gia hốt phùng tịch một Biển chuyển linh lạc vô khả ai cứu việt dịch đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác ngộ quý báu của ông. Nếu nó thành công, ông sẽ như quan tể tướng bỗng nhiên bị truất quyền, gia đình ông ta trở nên bơ vơ tuyệt vọng, không ai thương xót cứu giúp. Giảng, dạ, đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác ngộ quý báu của ông, đó là hành vi nỗ lực làm cho ông bị đọa lạc. Nếu nó thành công, ông sẽ như quan tể tướng, bỗng nhiên bị mất quyền, khi một quan chức cao cấp bị vua tịch thu tài sản của gia đình gia đình ông ta trở nên bơ vơ không ai thương xót cứu giúp ông hoàn toàn bị cô đơn vô phương kêu cứu không ai thương xót giúp đỡ